Trong dòng chảy võ học rộng lớn và bao la, từ xa xưa cho đến nay đã có biết bao nhiêu dòng phái, võ phái sinh ra và phát triển. Tuy không thể thống kê đầy đủ và chính xác nhất, nhưng ít nhất cũng có khoảng 500 môn phái võ đang hiện hữu trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Tất cả đều đã đâm hoa kết trái, tạo thành một vườn hoa đẹp trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Ra đời cách đây 27 năm, đến nay Võ Đường Thanh Phong đã để lại nhiều dấu ấn trong con đường hội nhập và phát triển. Chính sự tận tâm, đam mê của thầy và trò võ sư Hoàng Thanh Phong đã góp phần tạo nên tiếng vang và dấu ấn của võ thuật cổ truyền dân tộc trong nhiều sự kiện lớn của thể thao Việt Nam. Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Võ Đường Hoàng Thanh Phong luôn chú trọng vào công tác đào tạo trẻ, phát triển phong trào trong hậu đường, qua đó đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và quảng bá nền võ cổ truyền của dân tộc đến với đông đảo thanh thiếu niên trong nước và quốc tế. Qua thực tiễn và 27 năm hoạt động cũng như là qua truyền bá tinh hoa võ thuật cổ truyền của dân tộc của cha ông để lại thì chúng tôi nhận thấy rằng về thể chất cũng như về tinh thần của các cháu được nâng lên rất rõ ràng, nhất là về ý chí, bản lĩnh vững vàng và tinh thần tự hào dân tộc. Việc duy trì và phát triển vững mạnh võ đường Hoàng Thanh Phong trong suốt 27 năm qua là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của võ sư Hoàng Thanh Phong. Với ước muốn võ thuật cổ truyền Việt Nam ngày càng được truyền bá rộng rãi, để tất cả mọi người đều có thể tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe, đồng thời làm thổi bùng lên tinh thần thượng võ, lòng tự hào bất khuất của dân tộc đối với trẻ Việt Nam. Mong rằng trong thời gian tới, võ đường Hoàng Thanh Phong sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đào tạo ra nhiều võ sinh giỏi, góp phần tích cực vào mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.